đi bạn ơi. Đừng có để đấy, tí nó ướt. Tí nó tan là nó ướt, là sắp mặt quả này về ướt dày chắc. Cái đít này nó chống không? Chống được không? Quá cái này chống kia. Thế là được. Không biết rồi. Đấy. Không cần ô đấy. Đi. Lên nào. Không cần ô đấy. Biết là chạy liên tục mà nhỉ. Thì đi 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 đi. Trượt lắm không ạ? Quả này bốc à? Lôi máy ra nguy hiểm nhỉ. Đằng sau nó ướt không Bầm? Bầm đằng sau nhìn nó có ướt không? Đi này nhanh hơn đúng không? Cái anh nhìn thấy đường bít là đi vòng. Hả? Vậy có phải mua vé không vậy? Đấy chắc cứ đi bộ như đội này này. Chết rồi. Đồng lắm rồi nhỉ. Nay họ đi thua đâu rồi. Đấy. Đấy, chụp ảnh đây được này. Cái toàn vàng vàng này đẹp này. Ở cái nhà vàng là được. Chủ đó. Các bạn ngay người ta đi thua đâu mà. Còn cụ này. Lôi ra ướt lắm, ướt đổ lắm. Ướt đổ. Nếu chỗ ở rút máy luôn. Lôi ra sót máy. Mà lôi ra máy về kiểu ướt đấy. Tối cho về cũng sấy. Vết này nó nhiều không nhỉ, rộng không nhỉ? Không phải là. Đấy, anh nào không phải ô nhỉ? Không phải ô nhỉ? Không phải ô có trôn. Người ta đang bới ô tô này. Nhìn này. Lúc sáng mà cái đứa ấy nó còn kiểu có thiết thôi. Chả biết lối đi nhỉ? Mấy thằng chả có mát thì đi đâu đấy? Đi đâu đấy? Đi đâu đấy? Ai biết? Đây là đâu thôi hả? Hình như phải đi lên hay sao ấy? Đây là bãi đỗ xe mà các thánh. Ừ, đây phải đỗ xe. Ôi. Để em xa đã. Đi đường nào ta? Lạnh quá. Đi đi. Lối bên kia. Đéo phải đây, đây bãi đỗ xe. Chỗ này có đường lên ra đây. Ở đâu? Nhập hàng. Tấm view là đẹp đẹp, làm vài tấm. Ở đây hình như lối vào này. Biết hết. Đây fan là nó cuốn nhưng mà không biết con để nó chống chịu thời tiết không. Ở đây hình như cứ lối vào đây các bạn. Anh à, mượn máy đi, đi lượn vòng nữa. Săn nốt lượt này. Ôi trời, đi. Công đấy, anh em đấy. Đây em út này. Đây, anh nhìn đây. Đây. Khác gì nhau mà anh cứ bảo. Đâu thôi. Này, cứ này như này. Anh. Mày anh quay cho. Được hai thằng chứ. Được. Quay hay là chụp ảnh? Chụp ủi lên. Ra ngoài xanh. Thành nhiệt. Đi lên tròn. Bảo anh xuống đây xong có gì không? Lối này cho xuống nhỉ? Chắc anh thì đứng đây.
chỗ cương cấm rồi. Lối đi mà, nhưng mà cũng không có cáo. Thôi anh đi vòng nữa, vừa nãy xịt không quay. Ê, vé của ai này? Vé thì xong rồi, nó sẽ mưa được vào. Phải của mình không? Kiểm tra. Kiểm tra ai check đâu. Mua vào mình rút rồi. Vừa một đống thì không quay, chán ghê. Đủ lạnh chưa để anh em mình xuất binh thôi hả? Lớn cái gì? Sao không tìm con cá trắng đâu nhỉ? Không có cá trắng à? Không được vào nhá. Rất thích mà. Lại nó không đít mày cả. Con nào đẹp đẹp. Cái nhìn thấy con cào trắng không? Đấy, nãy vào có một con đấy. Kìa, con kia kìa. Đâu, con cào trắng đây. Con mặc quần bò xanh không? Không phải chứ, mà là tí tôi khóc, lạnh quá. Làm mọi người đâu hết rồi ta? Thế thôi. Có khi kiếm chỗ nào bạn check cho mình kiểu đi để biết là nay hôm nay mình đến đây đi. Có con cáo đây. Chụp máy không? Chụp máy luôn đi nhỉ. Trong cái tay rồi. Bảo câu cũng chụp cáo luôn. Check in cái cáo. Đúng không? Không. Tự nhiên là không rồi. Đấy, chụp đi công lấy máy bắn cho anh tập. Phiêu, phiêu. Ảo nhờ. Bảo là vào chụp cho anh mà. Nó. Có con trên đỉnh nóc kìa, không kìa. Có phải mặt nhìn xấu đấy. Nào, ê bạn ơi, chụp đi bạn ơi, nhanh bạn ơi. Chả biết được kiểu nào cho kê. Nào. Có cáo không? Thôi chỗ nào có nhiều cáo đi, chụp cho nó gọi là có đi. Không nhìn được ai view luôn giờ tiết đọc thì nó nặng mà thôi. Giờ nhìn ảo cũng không nhìn thấy gì luôn. Lúc em cảm ứng nó thế. Tôi vẹo vào chỗ nào. Ôi đẹp rồi. Nhanh mà. Nó lạ mất rồi. Ôi đẹp vậy chưa. Nhảy bạn ơi. Bạn ơi. Nhảy bạn ơi. Lên bạn này. Tắm đấy nhỉ, anh giữ máy ra ngoài. Chạy mẹ. Đợi.
giờ ăn là tiểu nó đông á, là bọn nó không cho quay phim chụp ảnh ấy. Nó sợ là bị thương ấy, nó cắn cái kiểu. Bạn bạn rút rồi. Rút cho kẻ cái, rút cho ngang tay. Nhảy luôn. Thôi xong. Xong, xong, xong. Bỏ mẹ rồi. Đi đi vào kia cho đỡ biết. Anh hô đi, đếm anh ơi. Ôi trời. Ông bấm gì đấy? Nhiều. Đâu quay nữa. Hả? Nãy giờ quay chưa? Quay gì? À, nháy là quay. Nãy quên. Chắc bấm nhầm vào đâu rồi. Lúc kiểu ngoài kia nó bảo là cấm camera nên là lúc chắc kiểu tưởng là cấm quay nên là ấy. Đi tiến vào đi đi. Ui mà không dám mặc khẩu trang rồi, chết rồi, chết rồi. Nó đang cướp tay luôn. Lên taxi tan hết là chết rồi. Anh cóng tay không rồi. Ê gọi câu thôi về được cơ, bye bye rồi. Sao cá nó chạy đâu hết rồi nhỉ? Nó chạy đâu hết rồi. Nó về chuồng nhà nó chứ chạy chạy. Cống ơi. Thôi về đi. Em mình chưa được cửa nhà nhá. Đẹp đẹp em bay em là kiểu. Mất công đi chưa được cửa nhà nhá. Cửa nào? Công ngõ chẳng đây. Thế đây chỉ có đứng đây nhìn thấy cái làng kháo này thôi, đứng góc này. Ra kia, ra kia. Đây này. Thế đứng đấy, đứng đấy, đường này. Nhờ ai chụp cho kiểu xong cho nó xong đi. Hả? Nếu mà vào chỗ ai đứng đây chụp đẹp nhỉ? Rút chưa?
đi. Chỗ này chúng nó phải giải ghế mà. Giờ thật chứ về ga là thấy hạnh phúc rồi đấy. Đi chỗ khác. Vận động lắm. Thì hướng nào lên nhỉ? Cửa chính ở đâu ấy? Đấy. Đi thẳng rẽ phải. Đi đâu? Xong bỏ con cáo trắng nào đâu mà không thấy nhỉ? Cũng con lúc mấy vào. Giờ không thấy nó chạy đâu. Ở đây có con này nhìn hơi trắng một tí này. Đâu? Đây này. Con này á? Con này hơi trắng một tí. Con trắng đây. Nãy là nhưng mà có mỗi con này à? Nó cũng đi cố gắng chụp được cái nào cũng đi. Bây giờ bỏ mấy bao đấy, đi người ta cuốn khăn này chứ mình cứ chơi cả cái này khổ. Bão rồi. Nó là bão Tết đấy. Cứ cho nó chết đi, ra ngoài đi. Giờ mình biết. Cái kiểu mà nó tôi xem ơ công ra chưa? Lại nhớ số không, ông bảo là gọi taxi phải gọi từ ở đây. Số ô này. Ô 788081 à? Để hỏi công đang công đâu? Ừ, anh công. Nãy mình nhớ là mình dám. Công đâu? Nãy của mình là cái màu trắng. Nhiều cái màu trắng mà. Có chữ 788081 hay sao đó. Thì bị lấy nhầm rồi.